Xin chào quý vị và các bạn. Trong bản tin ngắn của Xe Hay ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi chào đón Land Rover Defender 130 mới, mẫu xe địa hình Anh Quốc vừa chính thức trình làng và hiện đã được nhận đặt cọc tại Việt Nam. Giống như Defender 90 và 110, biến thể thân xe 130 mới lấy cảm hứng từ mẫu xe có chiều dài lớn nhất trong danh mục và thừa hưởng tên gọi từ gia đình Defender nguyên bản. Defender 130 cho phép khách hàng chở lên đến 8 người một cách thoải mái, vượt qua mọi địa hình và là phiên bản đỉnh cao nhất để thể hiện tất cả những tài năng của dòng xe Defender. Một loạt các điểm cải tiến về thiết kế ngoại thất và nội thất, cũng như các công nghệ trên xe làm nổi bật Defender 130 mới, cân bằng giữa tiện nghi cùng với sự bền bỉ và khả năng vận hành mạnh mẽ đặc trưng của Defender. Defender 130 sở hữu bảng màu ngoại thất riêng, bao gồm tùy chọn độc quyền màu đỏ Sedona mới để làm nổi bật lên phiên bản 130 trong gia đình Defender. Ngoại thất có thể đi kèm gói ngoại thất sáng màu mở rộng Extend Bright Pack bên cạnh gói ngoại thất sáng màu Bright Pack hiện có, mang lại diện mạo ngoại thất độc nhất với toàn bộ vẻ dưới thân xe màu bạc nhám và tấm chắn gầm trước sau màu Chrome Noble. Bên trong, các giải pháp chứa đồ và tiện ích hữu ích xuất hiện dành cho mọi khách hàng ngồi trên cả 3 hàng ghế. Điều này giúp Defender 130 có thể thuận tiện hơn cho tất cả các khách hàng ở từng vị trí ngồi, dễ dàng di chuyển đến hàng ghế thứ 3 dành cho 3 người đầy rộng rãi và thoải mái. Defender 130 mới bao gồm các phiên bản SE, HSE, X Dynamic và X cùng với phiên bản First Edition. Phiên bản First Edition có 3 kiểu kết hợp nội ngoại thất được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các nhà thiết kế, mỗi kiểu sở hữu màu sắc và phong cách thiết kế riêng. Phiên bản First Edition được xây dựng dựa trên phiên bản HSE và được trang bị hàng loạt các tính năng như cụm đèn trước LED ma trận, tính năng sưởi hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống âm thanh Meridian, gói hỗ trợ người lái Driver Assist Pack và kính riêng tư Privacy Glass. Tất cả các phiên bản đều có mâm đúc 20 inch được trang bị tiêu chuẩn, có thể lựa chọn giữa các động cơ Ingenium 6 xi lanh xăng P400 hoặc dầu D300. Defender được trang bị chìa khóa thông minh có tính năng tự động mở khóa cửa khi tiến lại gần và khóa cửa khi bước ra xa trong phạm vi 1,5m. Ở thiết kế ngoại thất, kiểu dáng mang tính biểu tượng của Defender đã được kéo dài thêm 340mm ở phía sau một cách trang nhã để gia tăng thêm không gian nội thất cho cả 3 hàng ghế mà không ảnh hưởng đến khả năng vượt mọi địa hình của chiếc xe. Vẻ ngoài thanh lịch được gia tăng bởi tùy chọn màu ngoại thất đỏ Sedona hoàn toàn mới và tăng thêm chiều sâu và sự tinh tế cho thiết kế, trong khi tất cả các mẫu xe đều được trang bị tiêu chuẩn với cửa sổ trời toàn cảnh. Với cửa sổ trời thứ 2 phía trên hàng ghế thứ 3 có trên tất cả các mẫu Defender 130. Để duy trì thiết kế phía sau đặc biệt của Defender, các kỹ sư của Land Rover đã chế tạo phần đuôi xe nhô cao và vuốt gọn kiểu du thuyền tinh tế nhằm tối đa hóa khả năng vượt mọi địa hình với góc thoát lên tới 28,5 độ. Viền xung quanh bộ đèn hậu LED đã được thiết kế lại để duy trì 3 đường thiết kế đặc trưng tạo nên phần thân xe Defender vuốt cao một cách nhẹ nhàng về phía sau. Khả năng tiếp cận khu vực khoang hành lý rộng rãi vẫn được giữ nguyên, có tùy chọn vỏ che bánh xe dự phòng cùng màu thân xe, phản ánh vị trí đỉnh cao của Defender 130 trong gia đình Defender. Các thanh dây trên nóc màu đen Navic được trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phụ kiện ngoại thất của Defender bao gồm các gói Explorer, Adventure, Country và Urban cũng được cung cấp đầy đủ. Land Rover đã cải tiến và giới thiệu các tùy chọn màu sắc và chất liệu nội thất trên Defender 130. Các kỹ sư của hãng đã tạo nên một không gian nội thất ấn tượng bằng cách thu gọn các cấu phần nội thất vào sát bộ khung Body in White, giúp tối đa hóa khoảng không gian khả dụng trong nội thất mà không làm gia tăng kích thước tổng thể của xe. Phần đuôi xe được kéo dài một cách thanh lịch với chiều rộng đủ chỗ ngồi thoải mái cho 3 người lớn, trong khi kiểu dáng quen thuộc của Defender đảm bảo trần xe thoáng đãng cho cả 3 hàng ghế. Các chi tiết khác giúp hành khách có được trải nghiệm thoải mái tại hàng ghế thứ 3, bao gồm chức năng sưởi ghế, đệm tựa tay, ngăn chứa đồ tiện dụng và cổng USB-C để sạc thiết bị khi di chuyển. Thảm sàn cũng được lắp đặt đầy đủ để phù hợp với cá tính độc nhất của 130. Cửa sổ kích thước lớn đem lại tầm nhìn xuất sắc cho cả 3 hàng ghế. Tiện nghi được bổ sung thêm còn bao gồm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 3, cùng tùy chọn điều hòa tự động 4 vùng dành riêng cho Defender 130, giúp gia tăng khả năng sưởi ấm và làm mát không khí. Hành khách ngồi hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có vị trí ngồi cao hơn để có tầm nhìn vượt trội. Việc bước vào hàng ghế thứ 3 cũng rất dễ dàng nhờ hàng ghế thứ 2 có thể trượt và gập về phía trước để mở ra lối vào rộng rãi. Dành cho các gia đình, móc gắn ghế trẻ em Isofix có tại 5 vị trí ghế hành khách, bao gồm 2 ghế ngoài hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cũng như tại ghế hành khách phía trước. Phiên bản 5 chỗ của Defender 130 có thể tích khoang hành lý lên tới 2.516 lít khi gập hàng ghế thứ 2. Các tùy chọn và chi tiết nội thất mới góp phần tạo nên khoang cabin tinh tế hơn. Các chi tiết Chrome Noble nằm trên cửa gió điều hòa và nút chỉnh điện ghế ngồi, trong khi hệ thống loa được phủ màu bạc và bản lề tựa tay màu Atlas.
Tất cả sự kết hợp này để làm nổi bật gói ngoại thất sáng màu mở rộng Extend Bright Pack. Ốp trang trí nội thất mới gỗ sồi sáng tự nhiên Natural Light Oak kết hợp một cách trang nhã với ghế bọc da Windsor màu kem Light Oyster. Với lựa chọn ghế này, bảng tablo có màu Luna cùng với thanh ngang tablo màu trắng sần để làm tăng chiều sâu và độ tương phản. Tùy chọn ghế da Windsor thông hơi màu nâu Vintage Tan có trên tất cả các phiên bản Defender, trong khi các phiên bản X Dynamic có thể đặt ghế vải Robustec 2 màu. Ở phía trước, Defender 130 được trang bị màn hình cảm ứng PV Pro 11,4 inch giúp sử dụng các chức năng chính của xe một cách tốt hơn thông qua màn hình sắc nét và trực quan. Hệ thống thông minh này có thể học hỏi và thích ứng theo thói quen của người dùng. Defender 130 mới tích hợp nền tảng định vị toàn cầu Watch 3 Watt, mang đến cho khách hàng khả năng điều hướng chính xác ngay cả trong những địa điểm xa xôi nhất. Công nghệ tích hợp cho phép nhập địa chỉ Watch 3 Watt trực tiếp vào thanh điều hướng trên hệ thống thông tin giải trí PV Pro hoặc thông qua ứng dụng ô tô được kết nối, hoạt động trơn tru cùng với phần mềm bản đồ và điều hướng HEAR hiện có. Chất lượng không khí bên trong mỗi chuyến đi được nâng cao nhờ tính năng làm sạch không khí nâng cao. Hệ thống được trang bị cho chiếc Defender lớn nhất theo tiêu chuẩn và kết hợp công nghệ Nano TMX để giảm thiểu chất gây dị ứng và loại bỏ mầm bệnh, giúp giảm thiểu đáng kể mùi hôi và virus. Ngoài ra, tính năng quản lý CO2 và lọc bụi mịn PM2.5 giúp cải thiện môi trường trong khoang lái bằng cách giám sát không khí bên trong và bên ngoài và điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo khách hàng luôn trải nghiệm chất lượng không khí tốt nhất hiện có. Defender 130 có tùy chọn động cơ điện hóa mạnh mẽ và hiệu quả, bao gồm các động cơ xăng Ingenium 6 xi lanh lai điện nhẹ P300 và P400 và động cơ dầu Ingenium 6 xi lanh D250 và D300. Công nghệ xe lai điện nhẹ xuất hiện trên các động cơ Ingenium 6 xi lanh của Land Rover, mang tới sức mạnh mượt mà và cải thiện khả năng tiêu thụ nhiên liệu. Hệ thống này sử dụng máy phát điện kiêm bộ khởi động dây đai 48V để thu hồi năng lượng vốn thường bị thất thoát khi phanh và giảm tốc, sau đó lưu trữ và sử dụng trong hành trình về sau, đồng thời cũng giúp hệ thống tự động ngắt động cơ khi dừng, hoạt động nhanh chóng và hiệu quả hơn. P300 sẽ là khối động cơ 3.0 lít 6 xi lanh MHEV 300 mã lực 470 Nm mô-men xoắn tại 1.500-4.250 vòng trên phút. P400 là động cơ 3.0 lít 6 xi lanh MHEV 400 mã lực 550 Nm mô-men xoắn tại 2.000-5.000 vòng trên phút. Động cơ P300 mang tới sức mạnh và sự êm ái, trang bị động cơ Ingenium 3.0 lít 6 xi lanh và cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 8 giây. Mạnh mẽ và tinh tế, động cơ P400 cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 6,6 giây. Động cơ dầu Ingenium cải tiến quá trình sản sinh mô-men xoắn, mang lại sự nhạy bén và khả năng tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng cùng với thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 7,5 giây đối với máy D300. Phiên bản động cơ D250 cũng dễ dàng mang đến sức mạnh với công suất 250 mã lực và 600 Nm mô-men xoắn với kết cấu 6 xi lanh và có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 8,9 giây. Tất cả các xe Defender 130 đều được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh của Land Rover và hộp số tự động 8 cấp ZF được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh kiểm soát hệ thống chuyển động và phân bổ lực kéo một cách hiệu quả giữa cầu trước và cầu sau, tối ưu hóa hiệu quả khi vận hành trên đường nhựa và hiệu năng đa địa hình khi cần thiết. Mỗi xe Defender 130 đều có hệ thống treo khí nén điện tử với công nghệ thích ứng Adaptive Dynamics và hệ thống lựa chọn chế độ vượt địa hình Terrain Response tân tiến của Land Rover. Hệ thống treo khí nén điện tử có hành trình dao động 430mm, có thể nâng cầu trước lên thêm 71,5mm ở chế độ chiều cao off-road để vượt qua các chướng ngại vật và hỗ trợ khi lội nước. Defender 130 có thể lội nước sâu tối đa 900mm. Năng lực vượt địa hình của Defender được kiểm soát bởi hệ thống lựa chọn chế độ vượt địa hình Terrain Response của Land Rover, cho phép người lái tinh chỉnh trải nghiệm lái, cho phù hợp với bất kỳ loại địa hình nào thông qua màn hình PV Pro. Nền tảng cho sự toàn năng chinh phục đa địa hình của Defender nằm ở hệ thống khung gầm monocoque D7X sử dụng vật liệu nhôm của Land Rover, với độ cứng chống vặn xoắn cứng cáp hơn 3 lần so với thiết kế khung gầm hình thang truyền thống và làm nền tảng cho hệ thống treo khí nén độc lập hoàn toàn cùng với hộp số phụ 2 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh.